Nghệ thuật cắm hoa Kado, tức hoa đạo, có từ rất lâu rồi. Ban đầu, nó chỉ là một nghệ thuật được thực hành trong các ngôi chùa Phật giáo. Vào khoảng thế kỷ 17, nó trở nên phổ biến đối với những người bình thường và trong những thế kỷ sau đó, nó đã chia thành nhiều trường phái khác nhau. Trường phái lâu đời nhất trong số này có 3 phong cách: Rikka, Shoka và Jiyuka. Rikka và Shoka được trưng bày trong góc Tokonoma của những ngôi nhà truyền thống tại Nhật Bản để chào đón khách. Rikka có lịch sử lâu đời nhất. Chỉ với hoa và cây, Rikka muốn thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên dưới mọi hình thức. Hãy hình dung một cảnh từ những ngọn núi xa đến cảnh quan gần đó. Sự sắp xếp bao quát của thực vật gợi ý những dòng sông chảy xuống từ những đỉnh núi cao đổ ra biển. Những gì chúng tôi cố gắng thực hiện ở Rikka là tạo ra cảm giác về toàn bộ vũ trụ bên trong một căn phòng nhỏ. Cành và thân tượng trưng cho đỉnh núi, cây xanh tượng trưng cho dòng sông. Tất cả vẻ đẹp của thiên nhiên đều tập trung trong một chiếc bình hoa. Shoka là phong cách đơn giản nhất. Nó sử dụng rất ít loại thực vật, tối đa là 3 loại. Những điều đơn giản nhất thường có ý nghĩa sâu sắc nhất, và với Shoka, chúng ta cảm nhận rõ nhất sức sống của những bông hoa. Trong Shoka, chúng tôi chỉ sử dụng một vài loại cây, nhưng trong những sắp xếp này, một bông hoa duy nhất có thể truyền tải tác động tương tự như năng lượng sống của chúng ta thấy trong tự nhiên. Jiyuka là phong cách hiện đại nhất, linh hoạt để trưng bày ở bất cứ đâu. Sinh nhật lần thứ 98 của mẹ tôi sắp đến. Với tác phẩm này, tôi đã sử dụng màu đỏ, màu yêu thích của bà ấy, để cho bà ấy thấy rằng tôi đang nghĩ về mẹ của mình. Jiyuka thường được sử dụng khi bạn muốn truyền đạt cảm xúc một cách trực tiếp. Cả ba phong cách rất khác nhau, nhưng chúng lại có những điểm giống nhau, nằm ở một số quy tắc cơ bản. Trong Kado, luôn phải có một đường trung tâm nhất định. Tiếp theo, bạn quyết định mặt trời ở phía nào, cũng như trong tự nhiên, hoa phải nghiêng về hướng đó, tìm kiếm ánh sáng mặt trời. Và cuối cùng, cả ba phong cách đều có chung tinh thần Kado, mong muốn thể hiện bản chất của tự nhiên. Điều quan trọng nhất là bạn phải thấy vui và làm hài lòng khách của bạn. Chúng tôi làm việc trong một không gian rất nhỏ và vật liệu của chúng tôi chỉ là cây và hoa. Nhưng chúng tôi cố gắng tạo ra một bầu không khí giống như thiên nhiên. Khách thậm chí có thể tưởng tượng một làn gió thổi qua mái tóc của họ. Sức hấp dẫn của Kado đã tiếp tục thu hút thêm rất nhiều học viên đến với bộ môn nghệ thuật này. Cách cắm hoa của mỗi người sẽ khác nhau, bởi nó là sự thể hiện riêng của cá nhân người đó. Nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên sâu sắc hơn, khuyến khích con người suy nghĩ đúng cách và tôn trọng hơn. Kado là đại diện hoàn hảo cho tinh thần hòa hợp của người Nhật.